Thưa quý vị, bán đảo Sơn Trà là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt hơn còn là điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách và người dân thành phố. Tuy nhiên, một bộ phận du khách và người dân thành phố đến tham quan vui chơi thì lại vô tư xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường nơi đây. Trước thực trạng đáng lo ngại như vậy, những năm qua có rất nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tình nguyện âm thầm bỏ thời gian công sức để chung tay dọn rác, làm đẹp, sạch môi trường nơi đây. Hình ảnh anh Đoàn Vương Phú Lộc, trú tại quận Liên Chiểu, đều đặn đạp xe từ lúc 5 giờ sáng, vượt qua khoảng 50 cây số từ nhà để đến bán đảo Sơn Trà nhặt rác. Hay anh Đào Đặng Công Trung, trú tại quận Sơn Trà, là một giám đốc công ty, nhưng vẫn tình nguyện tham gia nhặt rác, không chỉ trên bờ biển mà còn cả dưới biển, với hàng chục ký rác mỗi lần, đã lay động trái tim của rất nhiều người dân thành phố về việc làm tử tế này. Tất cả đều chỉ xuất phát từ tấm lòng yêu thiên nhiên sâu đậm. Không chỉ thế, với lượng rác thải nhặt được, các anh đem bán lấy kinh phí hỗ trợ một nhóm thiện nguyện hoạt động công tác an sinh xã hội. Thì mình cũng chỉ muốn là coi như lan tỏa cái việc tốt này để cho các bạn trẻ thấy là cái việc bảo vệ môi trường sống của mình rất là quan trọng. Nhất là Đà Nẵng mình là cái bán đảo Sơn Trà này là lá phổi chính. Năm 2019, với trào lưu thử thách dọn rác, rất nhiều tổ chức, câu lạc bộ, đội nhóm mà đa phần là các bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng. Theo đó, những địa điểm được lựa chọn để dọn rác là các bãi đá, gành đá, nơi vui chơi, cắm trại của người dân hay du khách. Tại bãi đá đen, đã có hàng ngàn bao rác đã được các nhóm bạn tình nguyện viên thu gom và đem đi tiêu hủy. Điều này cho thấy sự tận tâm, nhiệt huyết của các bạn trong hoạt động bảo vệ môi trường và không đơn thuần chỉ dừng lại là trào lưu. Càng làm mình mới càng thấy một điều là cái môi trường của mình quá đẹp, mà tại sao ví dụ như là những cái hành động mình bố ý mình xả rác hay mình đánh mất đi những cái giá trị đó. Cho nên mình cũng muốn là cái như là mọi người cũng ý thức, cùng đồng hành cùng với như là mọi những cái người tình nguyện hút rác, những cái đội mà gọi là thiện nguyện để mà chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan của Sơn Trà cũng giống như là tất cả các khu du lịch sinh thái khác. Bán đảo Sơn Trà là tài sản vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố Đà Nẵng. Việc làm của những cá nhân, các tổ chức thiện nguyện đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp nơi đây, đồng thời nâng cao nhận thức của nhiều người về việc phải chấm dứt hành động xả rác, chung tay bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ.